Xin chào tất cả anh em, hôm nay tiếp tục hành trình về tới Quảng Ngãi để bàn giao một cái combo âm thanh. Thì đây là một trong những cái combo mà hot nhất thời gian vừa qua của Huy. Tại vì sao? Tại vì là bên Huy đi lắp cho khách cũng rất là nhiều. Và đặc biệt đó là cái combo này thời gian gần đây là Huy demo rất là nhiều mọi người. Hôm vừa rồi thì mới demo ở tại Bình Phước, mọi người mới demo tại Bình Phước nha. Cấu hình súp khủng XP Pro và hỏa tiễn quan phiêu nhập khẩu nha. Hôm nay thì về Quảng Ngãi lắp cho anh trai một combo để đi làm show khoảng tầm 600 khách. Nói chung là với những cái đám khoảng 600 khách thì combo này phủ rất là nhẹ nhàng mọi người. Thì ở khu vực này cách đây hơn một cây số thôi thì đầu năm bên Huy cũng mới lắp một bộ dàn array, ba cặp array với một cặp xúc đôi. Thì hôm nay tiếp tục là về đây bàn giao một cấu hình hỏa tiễn nha. Hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh em cái mẫu súp khủng XP Pro nha. Đây là con súp đơn 50 XP Pro. Thì hôm vừa rồi Huy có demo ở tại Bình Phước mọi người. Thì những anh em nào mà chúng ta đi xem demo thực tế thì mọi người đã biết đó là cái áp lực con súp này rất là mạnh. Hôm đó Huy đánh bốn cặp súp này, sân rất là rộng và lớn và sân đất nữa mà, nhưng mà cái áp lực súp ra rất là lực ha, tiếng rất là tròn. Thì anh em nào chúng ta đi xem thực tế thì mọi người sẽ cảm nhận được rõ hơn. Và Huy cũng có úp thực tế clip demo lên á cho tất cả anh em nào chúng ta mà không đi xem thực tế thì mọi người có thể là tham khảo lại nha. Đây, hôm nay là lắp cho anh trai hai cặp súp nha. Mẫu rất là đẹp mọi người, và con này là sơn nhựa nha anh em, sơn nhựa chống trời chống xước và độ bền rất là cao nha. Hai cặp, mỗi bên sẽ đánh một cặp. Thì ở đây hiện tại thì không gian của nhà anh bên này mọi người không có chỗ đặt nha. Thì anh ấy nói là bây giờ đặt cho anh hai vế loa ở ngoài quay vô để tối nay là anh ấy chơi trong nhà đâu mọi người. Ở đây thì không có chỗ để test. Đó, chính thế thì bây giờ là loa quay vô nhà nhé. Nói chung là với không gian này mà đánh hai cặp này nói thật mọi người là bay nóc nhà luôn. Bay nóc nhà mọi người. Súp này thì tiếng đi, cái tiếng của nó rất là ấm và nó đi xa cái súp đi rất là tốt mọi người nhé. Và sắp tới ngày 19 tháng 4 thì bên Huy có tham gia chương trình Pro Sound miền Tây, thì Huy sẽ sử dụng tới 24 con súp này và sẽ chơi với 4 cặp hỏa tiễn. Thì rất là mong nhận được sự yêu mến, sự ủng hộ của tất cả mọi người. Cấu hình loa thì bên ngoài là Huy lắp xong rồi nha anh em. Hai cặp súp đơn 50 XP này lên một cái tục AC nha. Và trên cùng là một cặp họa tiễn Quanafield T-Dub 112 Pro. Ở đây thì chúng ta có loa monitor, vẫn là monitor 30 XP thôi. Ở đây tủ máy nha anh em. Huy sẽ mở cái tủ máy ra cho anh em ta xem. Đây tủ máy. Tủ máy thì nói chung là đồng bộ đẩy của Cora. Đây. Đây là cấu hình dàn máy nha anh em, mixer CMF 1000 này, vang số này, micro cao cấp này, quản lý nguồn này và hai con đẩy Cora nha, một con nguồn sung 4 kênh TD 12000, con này là thế hệ mới nha anh em, con này chạy class TD, công suất rất là lớn. Thì anh em có thể thấy là Huy đi demo thì đa số lắp con này tại vì tiếng phun nó rất là hay. Và con đánh súp thì Huy đang sử dụng con Cora KS 2002D, con này là nguồn tăng phô nha. Thì nếu anh em nào chúng ta muốn gọn nhẹ hơn thì mọi người có thể là đổi qua con nguồn sung thế hệ mới TD 16000 luôn. Thì nó nói chung là cái dàn máy sẽ rất là nhẹ. Còn bộ máy này thì nó hơi nặng một chút, nó nặng là nặng do con men đánh súp nha anh em. Đây cấu hình dàn máy, bộ loa ngoài kia nha. Và bây giờ thì mời anh em cùng theo dõi Huy setup và test thử nha.
4 năm sau 7 2 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 nói tiếng yêu em lời yêu ấy thiết tha chân thành còn gì bằng sánh được bên nhau cùng ngắm anh trăng vàng ngàn sao cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh làm trái tim anh đổi thay niềm hạnh phúc anh đã có em khiến anh ngỡ ngàng phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng thắp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say cánh vòng trao tay đến tay rộn ràng nghe tim ngất ngây tình này trao em thì mai không bao giờ phải ước chi chẳng đứng tan soi tình yêu chúng ta nhưng anh sao băng qua trời xin là tình lòng linh thì thầm anh nói với em một lời em có biết đường trái tim anh yêu mình em một mình thương nhớ ai không gian như con hôn một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình con mang đẹp như ngôi sao giấc câu trên trời nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương lạnh lùng em bước qua con hoa tươi trong theo còn lại anh ngất ngây trong cơn mưa mình anh một cuộc tình mà mình dành riêng cho em dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây biết yêu em thương em mong em trong trái tim nhưng không thể nói lên anh yêu em hãy bước đi và đừng nghĩ gì dù cho anh không cần anh nhưng anh vẫn cần em dù người ra đi mà sẽ thật xa giấc mơ của anh thẳng giữ trong con tim bóng dáng của em sẽ mãi mơ về em với em tình yêu trong mắt của anh ta mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ tình sẽ mãi bên nhau anh vẫn yêu thương và cho phút giây ban đầu cắm sức yêu nhau cho ta luôn đi nhau còn lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi mình cùng chung lối nhé em người ơi anh sẽ bên em hôn em lúc khi em buồn anh sẽ dù em cho em yêu chẳng có hoa nhưng lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng dành cho con tim quyền trao đến em tiếng vui biết bao nhiêu buồn phiền sau anh biến lá em nhớ anh rất xa cho dù tình anh còn sai lỗi anh xin mãi mãi yêu em cho đời yêu không ấm tha chỉ cần em vui đã vui anh về tôi đôi khi những lúc vui vơ giận hờn xin em bỏ qua mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và còn giận dỗi anh sẽ ước em cho anh những gì và em ước mong anh sẽ nắm lấy tay em còn bao giờ rồi hiện tại thì bên Huy đã lắp đặt và đã setup hoàn chỉnh cái cấu hình âm thanh cho anh trai tại Quảng Ngãi rồi ha mọi người. Thì anh em có thể thấy một điều đó là hai cặp súp này đánh là bay nóc nhà. Vừa rồi thì Huy mở cũng tương đối là lớn để cho anh em ta nghe được cái chất âm súp. Thì nếu anh em nào mà chúng ta mà muốn nghe cái súp này rõ hơn thì mọi người có thể là đeo cái tai phone vô thì chúng ta sẽ nghe cảm nhận được cái tiếng súp nó tốt hơn. Vừa rồi thì đánh ở trong nhà một không gian nó hơi nhỏ cho nên là ở trên thì máy tôn cũng hơi rền một chút ha. Đó, cấu hình này nói chung là anh em ta đi làm đám khoảng tầm 600 khách là nhẹ nhàng mọi người, nhẹ nhàng luôn. Chỉ có hai cặp súp đơn này, một cặp hỏa tiễn thôi, kê cao lên chút thôi. Độ phủ âm rất là tốt mọi người, 600 khách là vô tư nha. Rồi anh em nào mà quan tâm những cấu hình âm thanh thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên Huy theo số hotline trên clip nha. Xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em vào những clip lần sau. Rồi em cảm ơn anh, gia đình. Rồi, xin chào hết mấy anh, có dịp thì anh em ta lại gặp, biết đâu ngày mai để bạn em quay Zalo luôn ngay được, không mà má. Dạ, dạ, lát em gửi ra, biết đâu mai mốt em lại bán giao gần bên này sao? Kế nhà anh cho. Dạ. Em xin phép luôn nha. Dạ.